Rồi bây giờ chúng ta bước sang bài đọc tiếp theo nha. Câu hỏi từ 196 đến 200. Rồi, bài này cũng gồm có 3 bài đọc luôn em. Chúng ta nhìn sơ qua bài đọc trước nha. Bài đọc đầu tiên, em xem nè, nó có thể là một cái mẫu quảng cáo hoặc là một cái bài báo, phải không nào? Bài đọc số 2. Bài đọc số 2 có ngày giờ nè, có địa chỉ nè, có dear nè, có ký tên nè. Vậy đây có thể là một cái lá thư, phải không em? Rồi tiếp ha. Bài số 3 có to, có from, có subject, có ký tên, chắc chắn là một cái email rồi. Bây giờ chúng ta nhìn câu hỏi nha. Câu hỏi 196 nè. According to the article, theo như bài báo, vậy là bài số mấy em? Bài số 1 ha. Tại sao Autumn Leaf sẽ mở một cái khách sạn mới? Ok. Rồi bây giờ chúng ta đọc bộ đoán trước em nha. Câu A nào. To make up. Make up là để bù cho ha. Để bù cho cái closure. Closure là danh từ của động từ close em. Đóng đó. Đóng cửa ha. Để bù cho cái việc đóng cửa của cái one. One là để thay thế cho từ hotel đó em. Nó không muốn lặp lại từ hotel ha. Để thay thế cho việc đóng cửa của một cái khách sạn đầu tiên của nó. Câu B để satisfy. Mình có từ satisfy là làm hài lòng. Làm hài lòng một cái nhu cầu, có nghĩa là đáp ứng nhu cầu ha. Cho extended stay, mình có stay là việc ở lại nè. Extended là kéo dài nè. Vậy cái việc ở lại được kéo dài có nghĩa là ở lại lâu hay là cư ngụ lâu đó em. Vậy cô dịch lại câu B nha. Để đáp ứng cái nhu cầu cho cái việc ở lại lâu, cư ngụ lâu, được không nào? Câu C để accommodate. Accommodate là động từ của từ accommodation. Em đã được học rồi đó, không biết em còn nhớ không? Accommodation ha. Accommodation danh từ có nghĩa là tiện nghi hay là chỗ ở. Vậy thì động từ accommodate có nghĩa là cung cấp chỗ ở ha. Vậy câu C có nghĩa là để cung cấp chỗ ở cho excess. Mình có cái từ excess có nghĩa là vượt quá mức đây. Vượt quá mức của cái gì đây? Customer là khách hàng. Để cung cấp chỗ ở cho cái số lượng khách hàng bị vượt quá mức, quá tải hiện tại đó em ha. Câu D để take advantage of. Take advantage of là gì em? Tận dụng ha. Để tận dụng được cái sự popularity. Popularity là sự phổ biến hay là sự nổi tiếng em. Growing đang tăng lên của một cái district, một cái quận. Rồi vậy cô dịch lại câu D nha. Để tận dụng cái sự phổ biến đang nổi lên, đang tăng lên của một cái quận. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò bài đầu tiên, xem chỗ nào nói về tại sao Autumn Leaf mở khách sạn mới nha em nha. Rồi, bài số 1 nào. Rồi, cùng dò từ đầu với cô luôn em nha. Đây, Autumn Leaf Hotel, cái chuỗi khách sạn Autumn Leaf em đã announce công bố plans, những cái kế hoạch để mà open mở second branch, chi nhánh thứ hai ở Buenos Aires. Liniers District ở cái quận này của Buenos Aires, được không nào? Rồi, Autumn Leaf Public Relations Director. Mình có Director là giám đốc nè em. Relation là quan hệ, Public là công chúng. Giám đốc ở cái bộ phận quan hệ công chúng á, của Autumn Leaf á, tên là Angelo Suarez, đã nói rằng the new hotel, cái khách sạn mới này nè, sẽ trông giống như là một cái apartment building, một cái tòa chung cư temporary, tạm thời ha. Khách sạn mới này nè sẽ giống như là một cái tòa chung cư tạm thời hơn, dành cho business people, những người làm kinh doanh ha, đến thành phố, được không nào? Rồi tiếp nha. There is a lot of demand, có rất là nhiều cái demand là nhu cầu từ những cái khách đến đây, những người mà muốn ở lại Buenos Aires trong một cái a long period of time, trong một cái khoảng gì em, thời gian dài, nhưng mà không có muốn chi cái gì đó cho khách sạn mà nó có full dịch vụ luôn. Ok, vậy thì em ơi, cái việc cái khách sạn mới này mở ra nó nhằm để làm gì đây? Có phải là để bởi vì nó có quá nhiều nhu cầu từ những cái người mà những người đó muốn ở lại Buenos Aires trong một khoảng thời gian dài không? Rồi không có muốn chi cái gì đó cho khách sạn, phải không nào? Vậy thì em nhìn lại đáp án của mình xem câu nào phù hợp nghĩ nha. Câu 196 A, B, C, D, câu nào phù hợp nhất em? Đáp án là câu câu B, phải không nào? Câu B nè. To satisfy a need, để đáp ứng cái nhu cầu stay, cái việc ở lại extended, việc ở lại lâu, việc cư ngụ lâu, phải không nào? Câu 197, what is indicated, cái điều gì á thì nói về Autumn Leaves New Hotel, cái điều gì thì được chỉ ra về khách sạn mới của Autumn Leaves. Vậy từ khóa trong câu này chỉ có thể là từ nào thôi em? Khách sạn mới của Autumn Leaves, phải không? Nhưng theo em là nó là ở bài đọc số mấy? Bài đọc số 1, phải không nào? Tại vì nãy giờ chúng ta vào bài đọc số 1 thì đang nói về khách sạn mới của Autumn Leaves, phải không? Nhưng mà
cả bài này nói về khách sạn mới của Autumn Leaf luôn. Nếu mà chúng ta dò từ khóa Autumn Leaf New Hotel, nó sẽ không có ra và rất là lâu. Cái đó đối với dạng này chúng ta đọc từng đáp án và dò từng đáp án hai em ha. Rồi bây giờ chúng ta đọc từng đáp án và dò nha. Nhưng mà thật ra đối với cái dạng câu hỏi mà có từ indicated em, indicated á, thì thường thường là phải đọc từng đáp án và dò đó ha, em để ý á. Rồi câu A nào, nó là gì đây? Nó sẽ rent rooms là cho thuê phòng cho các sự kiện. Và em từ khóa là từ nào trong đây? Rent cho thuê phòng nào, và từ events. Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò bài đọc số 1 xem có chỗ nào nó đến cho thuê hay là sự kiện hay không nha. Rồi, chúng ta sẽ dò tiếp cái chỗ lúc nãy mà chúng ta đã dừng phải không em? Là he went on, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta dò tiếp nha, em dò tiếp xem câu này có rent hay là events không? Không có, phải không nào? Dòng tiếp theo có rent hay là events gì không? À không có luôn, dòng tiếp theo. À cũng không có luôn, dòng tiếp theo đi em. Có rent sự kiện không? Không có luôn. Rồi dòng cuối cùng cũng không có luôn, phải không nào? Vậy câu A là không có, phải không? Câu A là không có ha, không thấy. Rồi tiếp nha, câu B. Nó serve meals, nó phục vụ những cái bữa ăn nè trong phòng của khách. Rồi phục vụ bữa ăn trong phòng của khách, vậy từ khóa là từ nào em? Meals, phải không nào? Phục vụ bữa ăn. Vậy bây giờ chúng ta dò xem chỗ nào có bữa ăn hay là đồ ăn thì chúng ta dừng lại ha. Coi nó có phục vụ bữa ăn trong phòng của khách không nha. Rồi bây giờ em xem nè, dò lại nha, xem chỗ nào có đồ ăn. Lúc nãy em có thấy không? Dò lại đi em, từ he went on nha. Đây, có từ meal nè, em thấy chưa? Từ meals nằm ở đây nè. Đó, vậy bây giờ chúng ta thử đọc cái câu này nha. Rồi đọc lại cả câu nè. He went on, phải không nào? À, anh ta tiếp tục nói rằng á, là cái khách sạn mới này nè sẽ consist of, bao gồm large units, những cái phòng rộng ha, với living areas là không gian ở, không gian sống đó, as well as, cũng như là kitchen là gì em? Nhà bếp. So that, để mà khách có thể tự chuẩn bị bữa ăn cho riêng họ. Em ơi, khách tự chuẩn bị bữa ăn cho riêng họ. Mà câu B nó nói là gì em? Câu B nó lại nói là nó phục vụ bữa ăn trong phòng của khách. Có phải không? Không, khách tự phục vụ tự chuẩn bị bữa ăn ở trong nhà bếp mà. Vậy câu B không phải. Câu B là không phải rồi ha. Rồi tiếp câu C nè. Câu C, nó có thể mở cửa trễ hơn tháng 8. Nó có thể sẽ mở cửa hay là khai trương trễ hơn tháng 8 ha. Vậy từ khóa là từ nào vậy em? August, phải không nào? Chúng ta dò xem chỗ nào có August thì dừng lại nha. Rồi em dò đi xem chỗ nào có từ August. À có phải là dòng kế cuối phải không em? Đây nè, có từ August nè. Vậy chúng ta sẽ đọc cái câu chứa từ August nha. Đây, cái khách sạn đó sẽ mở cửa sometime, một lúc nào đó vào tháng 8. Ok, vậy nó nói là cái khách sạn sẽ khai trương, sẽ mở cửa vào một cái thời gian nào đó, một thời điểm nào đó ở tháng 8. Còn câu C nó nói là gì em? Nó có thể mở cửa trễ hơn tháng 8. Vậy thì cái câu này nó không có giống cái thông tin trong bài đọc phải không em? Phải không nào? Ok, rồi bây giờ thử nha, câu đi, thử xem câu đi nè. It may offer, nó có thể là cung cấp cái dịch vụ parking là đổ xe nè. Valet là từ gì mình không biết thì mình cứ để đó hay em ha, một cái dịch vụ đổ xe gì đó. Vậy thêm từ khóa là từ gì? Là valet parking service, phải không nào? Vậy bây giờ chúng ta dò nha, parking service, dò xem chỗ nào có parking service. Em dò lại xem, có parking service không em? Không có nè, dòng tiếp theo. Cũng không luôn, dòng tiếp theo. Cũng không luôn, phải không nào? Dòng tiếp theo. Cũng không có parking service luôn, dòng tiếp theo. Cũng không có cái gì đến parking service cả, phải không nào? Vậy câu đi cũng không có luôn. Vậy khi em đọc một câu hỏi mà bốn đáp án nó không có thông tin trong cái bài đọc đó thì đây chính là dạng gì em? Rất có khả năng là dạng liên hệ ha. Vậy chúng ta phải liên hệ nó với bài nào? Bài liền ở dưới rồi, phải không nào? Vậy chúng ta dò bài ở dưới nha em. Bây giờ chúng ta dò cái thông tin bài ở dưới thử xem như thế nào nha. Em dò xem. Nhưng mà cách dò là dò sao? Mình sẽ dò những cái từ khóa lúc nãy á. Coi nó có trong bài đọc này không? Chứ em ngồi dò hết, đọc dịch hết ra thì rất là lâu ha. Và em nhớ những cái từ khóa lúc nãy không? Điểm lại một lần nữa nè. Events nè, meals nè, August, thời gian ha. Và dịch vụ đậu xe, phải không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ dò ha. Events, meals, August, dịch vụ đậu xe. Rồi bây giờ em dò từ đầu thử xem. Dòng thứ nhất có nói gì đến events, sự kiện, bữa ăn, dịch vụ đậu xe hay là thời gian mở cửa gì không? Không có, phải không nào? Dòng tiếp theo cũng không có luôn, phải không em? Dòng tiếp theo. À cũng không có luôn. Dòng tiếp theo có sự kiện, events, rồi có meals, bữa ăn, rồi có dịch vụ đậu xe không? Không có luôn.
Có ngày mở cửa. À đây, 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 có cái opening day nè em. Em thấy chưa? Ngày mở cửa, ngày khai trương nè. Vậy chúng giờ chúng ta thử đọc câu này nha. Câu này nó nói gì đây? We will only, phải không em? Đây, chúng tôi chỉ bắt đầu chấp nhận việc đặt chỗ một vài tuần trước ngày khai trương. Cái ngày đó đó thì vẫn chưa được establish, vẫn chưa được thiết lập. Cái ngày khai trương vẫn chưa được thiết lập. Vậy em đọc tiếp nè. Your article, cái bài báo của bạn đó, specify, chỉ ra rằng cái tháng mà khách sạn rất có khả năng mở cửa, phải không nào? Nhưng chúng tôi actually thật sự là vẫn đang lên kế hoạch cho cái việc là sẽ mở cửa trễ hơn nó, trễ hơn that nè em, later than that, có nghĩa là trễ hơn gì em? Trễ hơn August, phải không nào? Vậy thì á, là ở trên cái bài báo á, nó nói là ngày khai trương là trong tháng 8, là chưa có chính xác. Thật ra cái khách sạn này đó em, là nó làm sao? Nó vẫn đang lên kế hoạch thôi, nó chưa có thiết lập, nó chưa có quyết định, nó đang lên kế hoạch là sẽ trễ hơn cái thời gian đó nữa. Vậy thì em dịch đến đây rồi thì em có thể đoán được đáp án là câu nào không? A, B, C, D câu nào vậy em? Chính là câu C, phải không nào? Câu C, nó có thể mở cửa trễ hơn tháng 8 ha. Rồi đó, cái dạng câu hỏi về liên hệ thì nó hơi khó ha em. Câu 198, what does Mr. Suarez? Ok, ông Suarez á, thì nói gì về cái bài báo, phải không nào? Rồi bây giờ xuất hiện cái tên thì chúng ta phải xem Mr. Suarez nó nằm ở bài số mấy ha. Bài số mấy có vậy em? Bài số 2 nè, phải không nào? Bài số 2 có Angelo Suarez nè. Và ông Suarez này á, là người viết luôn lá thư này luôn, chắc chắn là ông sẽ nói trong lá thư này rồi. Vậy chúng ta dò bài số 2 ha. Trước khi dò, đọc bộ đáp án trước nghe em nha. Rồi, nó có thể được reprinted, được in lại ở trong newsletter, cái bản tin của công ty. Rồi, nó là cái bài báo thứ hai được viết về autumn leaf. Câu C, nó fell to, nó không có chịu, nó đã không có mention, đề cập cái promotion, cái khuyến mãi special đặc biệt ha. Câu D, nó prompted và thúc đẩy đây. Nó thúc đẩy readers, đọc giả, nó thôi thúc, nó thúc đẩy đọc giả liên hệ với autumn leaf. Và bây giờ chúng ta đọc bài số 2 xem ông Suarez nói gì về cái bài báo nha. Rồi, thank you, cảm ơn vì đã viết cái bài báo. Đây nè em, có từ article nè, phải không? Bây giờ đọc tiếp nè. Cảm ơn vì đã viết cái bài báo về cái việc expansion, mở rộng cái chuỗi khách sạn của chúng tôi. Chúng tôi rất là appreciate, cảm kích hay là đánh giá cao publicity, có nghĩa là cái việc quảng cáo, hay chúng tôi đánh giá cao, chúng tôi cảm kích cái việc quảng cáo đó. However, tuy nhiên, có a couple of, một vài errors là lỗi nè em. The article, cái bài báo á, mention, đề cập rằng cái việc booking, cái việc đặt chỗ đó cho cái new hotel, khách sạn mới có thể được thực hiện rồi ở trên website của chúng tôi. Rồi, chúng tôi đã receive, đã nhận được inquiries, thư yêu cầu thông tin từ độc giả của bài báo của bạn về cái vấn đề này, nhưng không may thay, cái thông tin thì không chính xác. Vậy em ơi, em đọc đến đây á, nhất là cái khúc này nè. Chúng tôi đã nhận được nè inquiries, thư yêu cầu thông tin từ độc giả của các bài báo của bạn về cái vấn đề này. Vậy thì em thấy nó giống đáp án nào ở dưới không ha? Câu nào vậy em? Câu đi phải không nào? Đây nè, nó thôi thúc, nó thúc đẩy độc giả liên hệ với autumn leaf, có nghĩa là sau khi độc giả đọc xong bài báo đó thì họ yêu cầu thông tin, họ gửi inquiries rất là nhiều, phải không nào? Ok, đáp án là câu đi ha. Câu 199, what is suggested about Mr. Oldman? Cái điều gì thì được nói về ông Oldman, được không nào? Rồi, bây giờ chúng ta đọc bộ đáp án trước nha. Câu A, ông ta đã interview, phỏng vấn ông Suarez ở New York, được không nào? Rồi câu B, ông ta đã took, dẫn một translator là biên phiên dịch đó em, đi cùng với ông ta đến Buenos Aires, được không nào? Câu C, ông ta đã đến Montserrat vào một cái thời gian nào đó ở tháng 3, đúng không nào? Câu D, ông ta đã được thuê bởi Autumn Leaf để mà viết bài báo của anh ta. Ok, rồi và bây giờ chúng ta sẽ dò theo em câu 199 là bài số mấy ha. Nãy giờ chúng ta dò hết bài số 2 rồi nè, em thấy không? Vậy bây giờ chắc chắn là bài số mấy? Bài số 3 ha. Bài số 3 có ông Oldman không em? Từ khóa của mình đang nói về ông Oldman mà. Có không? Có phải không nào? Ông Oldman là người người viết luôn nè, phải không em? Rồi bây giờ chúng ta dò thử nha, từ đầu luôn nào. I would like to apologize for, tôi muốn xin lỗi vì những cái errors, những cái lỗi trong bài báo mà tôi đã viết.
Chưa đáp án hàm dịch tiếp nào. I must have misunderstood. Tôi hẳn là đã hiểu nhầm một trong những người mà tôi đã interview, phỏng vấn tại Autumn Leaves, Main Branch, last month. Tôi hẳn là đã hiểu nhầm một trong những người mà tôi đã phỏng vấn tại cái chi nhánh chính của Autumn Leaves vào tháng trước. Ok, vậy mình thấy có từ gì nè em? Có từ interview phải không? Rồi, ở dưới này có từ interview không? Có, vậy mình dịch lại câu ai thử nha. Nó là gì đây? Anh ta đã phỏng vấn ông Suarez ở New York. Cái này nói là gì em? Đã phỏng vấn ở trụ sở chính. Vậy có phải là New York không ha? Ok, bây giờ chúng ta dò xem Main Branch này ở đâu. Ở chỗ này nè em, nó không có nói đến địa chỉ của Main Branch. Ok, vậy chắc chắn đây là dạng liên hệ rồi em. Liên hệ ha. Và theo em thì cái bài đọc số 1, 2 hay 3 sẽ nói về địa chỉ của Main Branch, chi nhánh chính của nó. À, chắc chắn là bài đọc số 1 rồi phải không? Tại bài đọc số 1 nó nói những cái thông tin về cái khách sạn này mà phải không? Rồi bây giờ dò bài số 1 thử nha, xem chỗ nào nói về Main Branch. Em dò thử xem. Dòng thứ nhất có không em? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Ok, nếu mà bạn nào mà có trí nhớ tốt đó, thì em sẽ nhớ thế từ Main Branch em gặp đây nè, em thấy chưa? Tại Main Branch in đâu nè em? Ở Montserrat, chứ không phải là New York em ơi. Và bây giờ em coi Main Branch là ở không phải New York thì câu A chắc chắn là sai rồi nè, phải không nào? À, nhưng mà câu nào có Montserrat ha? Câu C không em? Câu C, bây giờ chúng ta dò thử câu C nha. 199 câu C nè. Ông ta đã đến Montserrat vào một cái thời điểm nào đó trong tháng 3. Vậy chắc chắn ông ta có đi đến Montserrat không em? Đi đến đó thì mới phỏng vấn được người ta chứ. Nhưng mà không biết là có phải vào tháng 3 hay không. Thôi em xem coi. Tôi đã phỏng vấn tại chi nhánh chính là ở Montserrat á, vào tháng trước. Ok, tháng trước là tháng mấy? Vậy bây giờ chúng ta sẽ dò cái tháng mà gửi email phải không nào? Bây giờ em coi tháng gửi email là tháng mấy đây. À, ngày 13 tháng 4 phải không? Vậy chắc chắn tháng trước là tháng mấy em? Tháng 3, March, phải không nào? Vậy câu C có đúng hay không? Ông ta đã đến Montserrat vào tháng 3. À, chính xác ha, và đáp án chính là câu C. Được không nào? Câu này là một câu liên hệ nữa nha em nha. Liên hệ bài số 1 ha. Câu số 200, in the email, trong cái email đó là bài số mấy em? Bài số 3 ha. Trong cái email thì cái từ settle ở đoạn số 2 dòng thứ nhất gần nghĩa với từ nào nhất? Ok, em xem đoạn số 2 dòng thứ nhất là đoạn nào? À, đoạn này form nào? Dòng thứ nhất có từ settle không em? Đây, từ settle đây phải không? Và người ta bảo là nó gần nghĩa với từ nào nhất. Em xem ra bộ đoán trước nha, câu A. Pay là trả tiền. Finalize là hoàn tất, kết thúc. Form nào có C là gì? Locate là tọa lạc. Có D, relief là gì ha? Nếu mình không biết thì mình cứ để đó ha. Bây giờ em dịch thử cái câu chứa từ settle để mình đoán nghĩa từ settle nha. Also, cũng như vậy đó thì tôi sẽ rất là appreciate, cảm kích nếu bạn có thể let me know, cho tôi biết once, một khi mà cái ngày khai trương của khách sạn nó được cái gì, as bởi vì á bên tạp chí có thể gửi tôi đến đó để mà viết bài review cho nó. Vậy theo em từ settle là gì ha? Cái ngày khai trương, cái ngày mở cửa của khách sạn được trả tiền, có ai lỏng phải rồi nè, được finalize, được hoàn tất, được quyết định, được chốt, được không em? Final là kết, là cuối cùng á. Cuối cùng có nghĩa là chốt á, được chốt, được không? Được ha. Rồi câu C là tọa lạc thì không phải, nên đáp án chỉ có thể là câu gì thêm? Câu B ha. Vậy thì finalize ở đây có nghĩa là được chốt, được quyết định, được thiết lập đó em ha. Được chốt, được quyết định, được thiết lập, được không nào? Nó bằng với từ settle ở trên ha. Settle cũng là quyết định luôn đó. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng hệ thống lại những từ quan trọng được highlight trong bài này các em nhé. Bài đọc số 1. Đây là một bài báo nói về việc Autumn Leaves. Autumn Leaves là tên của một cái chuỗi khách sạn ha. Open là mở nè em. Location là địa điểm. Location, địa điểm ha. Địa điểm thứ second là thứ hai ở Buenos Aires. Ok. Rồi, bài báo này được viết bởi Leonard Oman. Cô dịch tiếp nha. Autumn Leaves Hotels, cái chuỗi khách sạn Autumn Leaves đã announce là công bố hay là thông báo đây em. Đã công bố những cái plans là kế hoạch để mà open, mở một cái branch là chi nhánh ha. Chi nhánh thứ hai ở Buenos Aires, Linares District. Mình có từ district là quận đem, quận huyện rồi đó ha. Quận, ở cái quận Linares của Buenos Aires, được không nào? Rồi, Autumn Leaves Public Relations Director. Mình có từ director có nghĩa là giám đốc. Rồi, giám đốc, relation là quan hệ ha. Public là công chúng, có nghĩa là giám đốc mảng quan hệ công chúng của Autumn Leaves đây. Tên là Angelo Suarez.
đã nói rằng the new hotel, cái khách sạn mới đó, sẽ be like, giống như là một cái temporary apartment building. Mình có từ building là tòa nhà ha, apartment là căn hộ. Mình có từ temporary, một từ rất hay gặp, có nghĩa là tạm thời. Cứ dịch lại cụm này nha, nó nói là gì? The new hotel, cái khách sạn mới đó, sẽ trông giống như là một cái tòa căn hộ tạm thời hơn, dành cho business people, những người kinh doanh, khi mà họ đến the city, thành phố, được không nào? There is a lot of demand. Mình có từ demand, có nghĩa là nhu cầu ha, nhu cầu. Có rất là nhiều nhu cầu từ visitors, những vị khách, những người mà need, cần stay, ở lại Buenos Aires for a long period of time, là trong một cái khoảng thời gian dài. Nhưng mà trong wish, không muốn, mình có từ wish có nghĩa là ước, nhưng mà cũng có nghĩa là muốn em. Nhưng mà không muốn spend a fortune on, mình có cụm spend a fortune on something, có nghĩa là chi một cái khoản tiền lớn, hay là chi một cái số tiền lớn cho cái việc gì đó ha. Chi một khoản tiền lớn cho việc gì đó. Mình có từ fortune, có nghĩa là của cải đây. Chi một cả một cái của cải, hay là dành một cả một cái của cải cho việc gì đó, có nghĩa là chi một khoản tiền hay là một số tiền rất là lớn cho việc gì đó, được không nào? Cô dịch lại nè. Họ muốn ở lại Buenos Aires trong một cái long period of time, một cái khoảng thời gian dài, nhưng mà không có muốn chi một cái số tiền lớn cho a full service hotel, một cái khách sạn mà có đầy đủ hết dịch vụ, được không nào? Thì thường thường trong khách sạn có nhiều dịch vụ lắm em, và thường như vậy thì tốn rất là nhiều tiền. Trong khi đó những người mà họ đi đến, những người mà họ làm kinh doanh đó, thì họ phải ở trong một khoảng thời gian dài mà phải trả nhiều dịch vụ như vậy thì rất, thật sự rất là tốn tiền. Trong khi đó căn hộ thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Từ hôm nay chúng ta dịch tiếp nè. He said, ông ta nói như vậy, ông giám đốc với em ha. Rồi tiếp. He went on to say that, ông ta cũng nói rằng đó, the hotel, khách sạn sẽ consist of, là bao gồm nè, consist of, bao gồm ha, sẽ bao gồm large units, những cái khu vực rộng lớn ha, với living areas, là khu vực sinh sống hay là khu vực sinh hoạt, được không nào, khu vực ở đó, as well as, cũng như là kitchens, là nhà bếp, so that, để cho guests, khách có thể prepare, là chuẩn bị their own meals, là những cái bữa ăn cho riêng họ, được không nào? Vậy thì khi mà có chỗ nấu ăn thì họ sẽ tự nấu nướng và sẽ tiết kiệm chi phí hơn. Thêm ha. Rồi tiếp, although, mặc dù như vậy, nhưng mà the new hotel, khách sạn mới đó, sẽ không có house. Rồi, thường thường mình gặp house á, là danh từ em, thì có nghĩa là một cái căn nhà ha. Nhưng mà house chỗ này á, là verb, thì có nghĩa là chứa đựng đấy em, chứa đựng ha, chứa. Chỗ này will nè em, will thì phải cộng với verb 1 ha, vậy house này là verb nè. Rồi, cô dịch lại nè, cái khách sạn mới sẽ không có chứa ha, không có chứa. A restaurant là nhà hàng, hoặc là cung cấp room service, dịch vụ phòng. Like, giống như là the main branch, cái chi nhánh chính, được không nào? Chi nhánh chính này ở đâu em? Montserrat. There will be, sẽ có một cái tiệm coffee phục vụ 24 giờ ở the ground floor, ở trên tầng, tầng trệt ha. Housekeeping staff, nhân viên dọn dẹp phòng đây, mình có từ housekeeping là dọn dẹp phòng ha, dọn dẹp nhà cửa đó. Và concierge desk, mình có từ concierge desk, rất là hay gặp trong cái lĩnh vực khách sạn ha. Thì chỗ này có nghĩa là quầy hỗ trợ khách hàng ở tiền sảnh. Cô nói lại ha, concierge desk là cái quầy hỗ trợ khách hàng ở tiền sảnh, được không nào? Tiếp, the hotel, cái khách sạn đó, sẽ open, mở cửa sometime, vào một khoảng thời gian nào đó, in August, trong tháng 8, được không nào? And prospective guest, mình có từ prospective guest là khách hàng tiềm năng đó em. Prospective là tiềm năng ha, hoặc là trong tương lai, trong tương lai ha. Vậy thì cái prospective guest có nghĩa là khách hàng tiềm năng, hay là những cái vị khách hàng trong tương lai đó, có thể make bookings, đặt chỗ nè, hoặc là inquire. Rồi mình có từ inquire là động từ em, thì có nghĩa là yêu cầu thông tin ha, yêu cầu thông tin về cái việc gì đó, yêu cầu thông tin, yêu cầu thông tin ha, động từ. Rồi, hoặc là yêu cầu thông tin về rate, là giá cả ha, giá cả tại cái website này, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta bước sang bài đọc số 2 nha. Bài đọc số 2 là một lá thư do ông Angelo Suarez gửi cho ông. Oh man, em thấy chưa? Ok, ngày 9 tháng 4 là ngày gửi lá thư nè em, gửi cho ông Leonard Oh Man ở magazine tạp chí World Biz.
Đây là địa chỉ hai em ha. Rồi, ông Orman thân mến, thank you for writing. Cảm ơn vì đã viết một cái article, là bài báo về cái expansion. Mình có danh từ expansion, có nghĩa là việc mở rộng ha. Động từ của nó là expand, có nghĩa là mở rộng. Ok, expansion là việc mở rộng hay là sự mở rộng, được không nào? Rồi mình có từ chain, có nghĩa là một cái chuỗi ha. Hotel chain là chuỗi khách sạn, nó có dịch lại câu này nè. Cảm ơn bạn vì đã viết một bài báo về cái việc mở rộng chuỗi khách sạn của chúng tôi. We appreciate, chúng tôi cảm kích ha. Cái publicity, mình có từ publicity có nghĩa là sự quảng cáo. Em biết từ public không? Public có nghĩa là công chúng ha. Publicity là làm cho công chúng biết đến. Làm cho công chúng biết đến có nghĩa là sự quảng cáo, được không nào? Chúng tôi cảm kích cái sự quảng cáo này. However, tuy nhiên, there are a couple of, mình có cái từ là a couple of, có nghĩa là một vài ha, em ha. Có một vài cái errors. Errors là lỗi ha. Lỗi, có một vài cái lỗi. The article, bài báo mentioned that, đề cập rằng bookings, cái việc đặt chỗ đó em, cho khách sạn mới có thể be made, được thực hiện already rồi ở trên website của chúng tôi. We have been receiving, chúng tôi đã và đang nhận được rất là nhiều cái inquiries. Mình có từ inquiries có nghĩa là thư yêu cầu thông tin hay em ha. Thư yêu cầu thông tin, động từ của nó là động từ inquire. Hồi nãy chúng ta có gặp rồi đây em. Inquire có nghĩa là yêu cầu thông tin về việc gì đó, còn inquiry có nghĩa là thư yêu cầu thông tin ha. Inquiry. Rồi, chúng tôi đã và đang nhận được rất là nhiều thư yêu cầu thông tin từ readers, độc giả của bài báo của bạn về cái vấn đề này. But unfortunately, mình có từ unfortunately là không may mắn thay. Không may mắn thay thì information, thông tin của bạn á, thì không có accurate, là chính xác hay em ha? Accurate, chính xác, không có chính xác. Chúng tôi sẽ only, chỉ start, bắt đầu accepting, chấp nhận reservation là việc đặt chỗ trước. Là danh từ ha em ha. Động từ của nó là reserve. Em còn nhớ không? Reserve ha, là verb. Rồi, cứ dịch lại nè. Chúng tôi sẽ chỉ bắt đầu chấp nhận cái việc đặt chỗ trước á. Several weeks, một vài tuần before, trước cái opening date, cái ngày khai trương của chúng tôi mà thôi. Which này chính là cái opening date đó em. Mà cái ngày khai trương đó vẫn chưa được establish. Mình có thể establish có nghĩa là thiết lập ha, hay là quyết định ha, thiết lập hay là quyết định, thiết lập. Có nghĩa là cái ngày khai trương á, nó cũng chưa được thiết lập nữa, nó cũng chưa được quyết định nữa. Ok, your article, bài báo của bạn specify. Ok, mình có động từ specify là chỉ ra ha em ha, chỉ rõ ra, chỉ ra. Bài báo của bạn á, thì chỉ ra cái month, là cái tháng mà khách sạn sẽ có khả năng mở. Nhưng chúng tôi á, thì actually, thật sự là đang lên kế hoạch cho một cái thời gian nào đó, later than that, trễ hơn nó ha, có nghĩa là trễ hơn tháng 8 đây em. Rồi, I would be grateful, mình có từ grateful có nghĩa là biết ơn nha, biết ơn ha, biết ơn. Tôi sẽ rất là biết ơn nếu mà publication, cái tòa soạn của bạn, tờ báo của bạn đó, có thể in lại correction, là cái sự sửa lại cái đúng đây em, có thể in lại cái sự sửa chữa cho đúng trong cái issue là ấn bản ha, ấn bản, trong cái ấn bản upcoming là sắp tới của bạn, được không nào? Sincerely, chân thành, rồi ký tên ha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng bước sang bài đọc số 3 nha em. Bài đọc số 3 là về một cái email ha, gửi đến cho Angelo Suarez, gửi đến từ Leonard Oman, được không nào? Subject là chủ đề của cái email đó, là sincere apology. Mình có từ apology, danh từ có nghĩa là lời xin lỗi hay ha. Sincere là chân thành, có nghĩa là lời xin lỗi chân thành, được không nào? Attachment là cái được đính kèm đây em, cái được đính kèm, cái đính kèm ha. Draft là bản nháp, chạy đính kèm theo cái email này là một cái bản nháp của cái gì đó, phải không nào? Rồi, ngày gửi email là ngày 13 tháng 4 ha. Dear Mr. Suarez, I would like to apologize for. Mình có apologize for là xin lỗi vì điều đó ha. Xin lỗi vì điều gì? Rồi, nhưng mà nếu mà xin lỗi ai về điều gì á, thì người ta sẽ đánh, thì người ta sẽ dùng là apologize to somebody for something. Rồi, cái này có nghĩa là xin lỗi ai về điều gì ha. Quy lại nè, I would like to apologize for, tôi muốn xin lỗi vì cái errors, những cái lỗi ha, những cái lỗi trong cái article, cái bài báo mà tôi đã viết. I must have misunderstood, mình có misunderstood là verb bar của
Misunderstand. Misunderstand có nghĩa là hiểu nhầm, em hiểu nhầm, hiểu lầm ha, hiểu nhầm, hiểu lầm. Vậy câu này có nghĩa là gì? I must have misunderstood. Tôi hẳn là đã hiểu nhầm. One of the people, một trong những người mà tôi đã interview, phỏng vấn tại Main Branch, chi nhánh chính của Autumn Leaf vào tháng trước. I have spoken, tôi đã nói chuyện với supervisor, là người giám sát đây. Tôi đã nói chuyện với người giám sát của tôi và chúng tôi sẽ in một cái retraction. Retraction là một cái sự rút lại lời nói hay mà retraction, một cái sự rút lại lời nói. Là bởi vì đã in thông tin sai đấy em, cho nên bây giờ là sẽ rút lại cái lời nói, rút lại cái thông tin sai đó, được không nào? Retraction là như vậy ha. Vào cái issue, cái ấn bản tiếp theo của chúng tôi, please, vui lòng hãy review, hãy xem qua cái draft là gì em, cái bản nháp mà tôi đã attach. Attach là động từ của cái từ attachment ở trên này nè em. Attachment là cái được đính kèm, thì attach nghĩa là động từ là đính kèm hay mà đính kèm. Hãy xem qua các bản nháp mà tôi đã đính kèm cùng với những cái thông tin đã được corrected, đã được chỉnh sửa ha. Also cũng như vậy, tôi sẽ rất là appreciate, cảm kích nếu như bạn có thể let me know, cho tôi biết once, một khi mà cái opening date, cái ngày khai trương, cái ngày mở cửa của khách sạn đó, nó được settle, nó được thiết lập, nó được quyết định, được không nào? Settle, nó giống giống với từ establish ở trên hay em ha. Một khi mà cái ngày khai trương của khách sạn nó được thiết lập, nó được quyết định, as bởi vì á, the magazine, bên tạp chí đó có thể là gửi tôi đến đó để mà viết viết bài về nó ha, viết bài về nó. Rồi ok, once again, một lần nữa, tôi rất là xin lỗi, rất là tiếc về những cái mistakes, là lỗi lầm ha, những cái lầm, những cái lỗi lầm mà tôi đã gây ra, được không nào? Rồi regards, real not. Oh man. Rồi xuống dưới nha em nha, câu hỏi và đáp án cũng có những cái từ rất là hay. Có 196 câu ai mình có từ make up. Ok, make up là thay cho hay là bù cho ha. Thường thì em thấy cái từ make up có nghĩa là trang điểm phải không nào? Nhưng mà make up cũng có nghĩa là thay cho hay là bù cho cái gì đó ha. Ví dụ như bây giờ em hôm đó em có một tiết học bị nghỉ đi vì lý do là giáo viên bị bệnh chẳng hạn, thì giáo viên đó sẽ tổ chức một cái tiết học khác để mà make up, để mà bù cho cái tiết học mà mình đã bị vắng á, thì người gọi là make up class. Ok, bù cho, thay cho ha. Rồi có ai có nghĩa là bù cho, thay cho cái closure. Mình có từ closure là danh từ của động từ close đây. Close là đóng cửa, vậy closure là sự đóng cửa ha. Thay cho cái sự đóng cửa của cái khách sạn đầu tiên của nó, được không nào? Rồi có biết mình có từ satisfy. Thường thường á, mình thấy từ satisfy có nghĩa là làm hài lòng ai đó, phải không nào? Nhưng mà satisfy mà đi chung với từ need, nhu cầu, có nghĩa là đáp ứng, nhanh nha, đáp ứng ha. Đáp ứng. Vậy chỗ này á, mình dịch là gì? Đáp ứng cái nhu cầu của cái extended stage là cái việc cư ngụ lâu ha, ở lại lâu. Extend là kéo dài, extended stay là cái việc ở lại được kéo dài, có nghĩa là cư ngụ ở trong một cái thời gian dài đấy, được không nào? Rồi câu C mình có từ accommodate. Accommodate là động từ ha, danh từ là accommodation. Accommodation có nghĩa là chỗ ở ha, còn accommodate động từ có nghĩa là cung cấp chỗ ở, được không nào? Excess là vượt quá ha, số lượng vượt quá, vượt mức. Vậy câu C có nghĩa là cung cấp chỗ ở cho một cái số lượng khách hàng nó bị vượt quá mức, được không nào? Câu D, take advantage of có hai nghĩa, tận dụng hoặc là lợi dụng ha. Nếu mà mang nghĩa tiêu cực có là lợi dụng, còn tích cực có là tận dụng ha. Popularity là sự phổ biến hay là sự nổi tiếng em, sự phổ biến là nổi tiếng ha. Thì phổ biến có nghĩa là nhiều người biết đến, mà nhiều biết đến có nghĩa là nổi tiếng ha. Vậy câu đi có nghĩa là tận dụng cái sự nổi tiếng đang growing, đang phát triển lên của cái quận, được không nào? Có 197 mình có cái cụm là valid parking service. Ok, mình có cái từ service là dịch vụ nè em. Parking là đậu xe ha, valid là có người lo, có người hầu sẵn luôn á. Vậy cái từ valid parking service là một cái dịch vụ đậu xe đặc biệt, nó sẽ được cung cấp ở những cái nơi mà có ít bãi đậu xe đó em. Bãi đậu xe rất là khan hiếm, thì đặc biệt là khi mà em đi xe ô tô đó, thì em đến một cái nơi nào đó đi, thì cái việc đậu xe rất là cần thiết. Bởi vì nếu mà mình đậu sai chỗ, mình đậu lung tung sẽ bị phạt, phải không nào? Và mình cần phải đậu xe vào một cái bãi đậu xe. Nhưng mà cái chỗ đó nó rất là ít bãi đậu xe, thì sẽ có một cái dịch vụ, và khi em gọi dịch vụ đó đó, thì người ta sẽ cử người đến và lái xe của em đi đến một cái bãi đậu xe của họ. Rồi sau khi mà em xong việc thì em sẽ gọi điện cho người đó và người ta sẽ mang xe lại cho em,
Có nghĩa là sẽ có người chăm lo cái việc đậu xe cho em, thì cái đó gọi là valet parking service, được không nào? Rồi câu 198 ha, mình có từ fail to. Mình có fail to mà cộng verb đó em, có nghĩa là không làm gì ha. Fail to cộng verb không làm gì. Rồi vậy câu C có nghĩa là nó không có mention, không có đề cập đến promotion là khuyến mãi ha em ha, khuyến mãi, cái việc khuyến mãi đó. Cái việc khuyến mãi ha, nó không có đề cập đến cái chương trình khuyến mãi đặc biệt, được không nào? Câu D. Câu D mình có là prompt somebody to do something. To do something. Prompt somebody to do something có nghĩa là thúc đẩy ai làm việc gì ha? Thúc đẩy hay là thôi thúc? Thúc đẩy ha. Ai làm gì? Thúc đẩy hay là thôi thúc cũng được, được không này? Câu D có nghĩa là nó thôi thúc độc giả liên hệ với lại Autumn Leaf ha. Rồi, có 199. Câu B mình có từ translator. Translator có nghĩa là biên phiên dịch thôi em ha, biên phiên dịch. Câu B có nghĩa là anh ta dẫn một cái biên phiên dịch đi cùng với anh ta đến Buenos Aires. Câu D mình có từ hire là thuê mướn ha, thuê mướn. Câu D có nghĩa là anh ta được thuê, được mướn bởi Autumn Leaf để mà viết bài báo của ông ta, phải không nào? Câu 200 mình có từ relieve. Ok, relieve cũng rất là hay gặp em. Động từ thì mình bỏ cái D đi ha. Nguyên mẫu là relieve. Relieve có nghĩa là làm dịu đi hay là làm nhẹ bớt gì đó, làm dịu đi. Làm dịu đi ha, hay là làm nhẹ, nhẹ bớt cái gì đó ha. À, ví dụ như mình có là làm dịu đi stress, là làm bớt stress có nghĩa là relieve stress, được không nào?